Xin chào, hôm nay tôi muốn mượn Facebook của bạn người khác tay để làm một cái minh họa về việc hack Facebook dễ dàng từ bạn bè. Thì bây giờ các bạn thấy là trong bạn bè của bạn người khác tay có 40 người. Và đây là trong bạn bè của bạn người cá Whitney thì có 176 người. Và bạn người cá Whitney có mối liên hệ mật thiết với bạn người khác tay, nên tất cả thông tin của bạn người khác tay từ ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại cá nhân bạn Whitney đều biết được. Và chuyện gì sẽ xảy ra với bạn người cá tay đây khi mà mọi cái thông tin của bạn ấy đều bị bạn người cá Whitney nắm hết? Và trong cơ chế bạn bè của bạn người cá Whitney thì các bạn hãy xem đây, bạn người cá tay có nhìn thấy bạn bè của người Whitney không nhé? Và trang của người cá Whitney, bạn người cá tay vẫn có thể hoàn toàn thấy bạn bè của người cá Whitney, nhưng mà mặc dù là 176 bạn bè nhưng bạn ấy chỉ thấy được những người bạn chung thôi. Tại sao bạn ấy chỉ nhìn được những người bạn chung? Bởi vì người cá Whitney đã ẩn hết danh sách bạn bè của mình đi rồi. Nếu bạn Whitney là một hacker chuyên nghiệp thì bạn ấy tất nhiên là sẽ ẩn tất cả bạn bè của mình đi. Và bạn ấy kết bạn với người cá tay mục đích là để lấy cái danh sách bạn chung này của người cá tay. Nghĩa là tất cả những người bạn chung của người cá tay sẽ bị bạn người cá Whitney theo dõi. Người cá tay thì chỉ có 40 bạn thôi. Và trong khi đó là bạn người cá Whitney đã add hết 20 bạn chung của người cá tay rồi. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Và bây giờ là bạn người cá tay không có mặt trên Facebook. Bạn người cá tay, còn bạn người cá Whitney sau khi online theo dõi cuộc trò chuyện thì bạn ấy sẽ thấy biểu tượng là người cá tay đã offline. Bởi vì bạn ấy nằm trong danh sách bạn bè mà, đúng không? Tiếp theo đó, bạn người cá Whitney sẽ làm gì đây các bạn? Người cá Whitney sẽ bắt đầu đăng nhập vào Facebook của người cá tay để hack tài khoản. Bạn người cá Whitney đã biết được cái địa chỉ email liên hệ của người cá tay rồi, nên bạn ấy sẽ vào email của người cá tay rất dễ dàng. Bạn ấy thông báo là quên mật khẩu email của bạn người cá tay hay số điện thoại của bạn người cá tay đều bị bạn người cá Whitney nắm rất rõ, nên người cá Whitney sẽ gõ email của người cá tay vào đây. Và email từ Facebook sẽ gửi đến một cái thông báo là nhận mã code. Gửi qua email không thể truy cập bằng email. Sau khi người cá Whitney cố gắng truy cập vào Facebook của bạn người cá tay, gửi mail xác nhận nhiều lần. Đây, gửi mã qua email vẫn chưa có mã. Tiếp tục nhấn cái này nữa, vẫn chưa có mã. Không thể truy cập bằng email. Thì bây giờ Facebook nó mở ra một chức năng mới là nhập email hoặc số điện thoại mới để xác nhận. Các bạn thấy ghê chưa? Chỉ cần người ta biết cái email của mình thôi hay số điện thoại của mình thôi thì chỉ có bạn bè mới biết được cái đó. Nên những người mà stalker ở bên Mỹ gọi là stalker, là những người vô theo dõi danh sách bạn bè của bạn. Họ add hết những bạn bè của bạn vào trong cái Facebook của họ, rồi họ ẩn tất cả bạn bè để cho mọi người không nhìn thấy. Sau đó họ sẽ hack tài khoản Facebook của bạn bằng rất nhiều cách. Xác nhận qua danh sách bạn bè, nghĩa là những người bạn chung với người cá tay nè, sẽ là chìa khóa để họ mở ra tài khoản Facebook của bạn rất dễ dàng. Và bây giờ Tion sẽ dùng một cái email để khôi phục. Thôi Tion dùng số điện thoại của mình luôn. Điện thoại này tôi đã dùng rồi. Nói chung là bây giờ tôi có cuộc gọi phone thì tôi muốn thông báo cho các bạn biết danh sách bạn bè rất là nguy hiểm. Họ sẽ có thể hack tài khoản của bạn rất dễ dàng. Nên những người bạn mà tin tưởng mới nên add vào Facebook, còn không quen không biết thì tháo ra hết. Còn cái trong cái trang giới thiệu này của mình, mọi thông tin của bạn là phải để chế độ ẩn chỉ mình bạn biết thôi. Nghĩa là email, số điện thoại, địa chỉ. Nhớ nha, ok ha. Alo, tôi nghe nè. Ồ, xin lỗi các bạn, hồi nãy có một cuộc điện thoại quan trọng gọi đến để nói rõ cho tôi biết về cái cơ chế bảo mật của Facebook. Và sẵn tiện anh ấy cũng gửi luôn cho Tion một cái video hướng dẫn về cách hack bạn bè trên Facebook, đó là xác nhận danh tính bạn bè của chúng ta nè. Và đây là cái video minh họa cho cái việc hack đó. Một hacker truy cập vào tài khoản của bạn không được, họ bắt đầu gõ mã code để xác nhận vào trong này, thì họ tìm thấy lại cái danh sách bạn bè của mình.
đó, xác nhận bạn bè qua hình ảnh. Thì đây là một hacker chuyên nghiệp, mặc dù là chưa biết bạn bè của mình nhưng mà anh ta vẫn có thể hack được rất là dễ dàng bằng việc copy và xử lý mấy cái hình ảnh này như thế nào. Thì các bạn cứ coi, trong khi coi thì tôi sẽ nói thêm cho các bạn biết về cái trường hợp mà hack Facebook dễ dàng ở Việt Nam là qua danh sách bạn bè. Là có những người gọi là stalker, họ đi vào trong Facebook của bạn, hoặc chính họ là bạn bè, người thân của bạn, những người bạn tin cậy, họ biết rõ về thông tin của bạn. Họ bắt đầu add hết bạn bè của bạn vào bạn bè của họ. Nhưng mà bên Facebook của họ thì bạn sẽ thấy họ ẩn tất cả bạn bè, không để mọi người thấy được bạn bè của họ. Sau đó họ cũng bắt đầu làm theo cái thủ thuật là đăng nhập vào Facebook của bạn bằng chính tài khoản email của bạn, rồi họ xác nhận hình ảnh từ bạn bè của bạn. Rồi các bạn cứ xem cái video clip biểu diễn một cái tuyệt chiêu hack Facebook từ danh sách bạn bè của cái anh này đang làm cho chúng ta coi. Đấy, các bạn cứ coi mà học hỏi đi. Còn bây giờ tôi sẽ nói thêm cho các bạn biết về cái Facebook mà Man Tuyun sắp tới nó sẽ là một cái trang mà Tuyun quảng bá thương hiệu đồ bơi tiên cá khắp thế giới, nên tất cả danh sách bạn bè của Tuyun sẽ bị tháo ra hết để không còn cái trường hợp mà hack bạn bè như thế này. Cái nguy cơ họ hack tài khoản Facebook của Tuyun rất là cao. Tuyun cũng đã chia sẻ cách đây hơn một tuần về cái video mà tôi nói là sẽ tháo hết bạn bè trên Facebook ra, nhưng mà có chừa lại một số bạn bè tôi chưa tháo, và cuối cùng là Tuyun lãnh đủ vì Tuyun biết trước cái việc đó sẽ xảy ra như thế nào rồi. Và Tuyun thậm chí còn biết luôn cả người hack Facebook của Tuyun nữa, bởi vì tôi là chuyên gia về cái này mà, ai làm gì tôi cũng biết. Nhưng mà tôi vẫn để cho họ làm thành tiên cá là sẽ biết tất cả, nhưng mà không xoay chuyển được vận mệnh. Nên ai làm việc xấu thì họ sẽ lãnh những cái quả xấu cho mình, còn ai làm việc tốt thì sẽ được hưởng những cái quả tốt thôi. Và tôi muốn chỉ cho các bạn về những cái thủ thuật về hack Facebook, rồi nói chung là rất nhiều cái thủ thuật trên mạng mà tôi biết, để các bạn có kinh nghiệm về việc bảo vệ tài khoản của mình cho tốt hơn. Đây, các bạn thấy cái anh này, ảnh rất là miệt mài để hack Facebook của người ta. Tại sao anh ấy lại làm như vậy các bạn nghĩ coi. Hành động này rất là xấu xa đó, rất là ích kỷ. Nhưng mà mình đừng có bắt chước làm theo như vậy không tốt. Và để cho người ta không có hack cái tài khoản Facebook của mình thì tôi khuyên các bạn, một là cẩn thận với những người mà kết bạn với bạn rồi họ ẩn tất cả thông tin về họ, những người đó rất là nguy hiểm. Và tiếp theo đó nữa là nếu bạn là một người nổi tiếng thì không nên add Facebook dễ dàng bất cứ ai cả, không phải là người thân trong gia đình, là bạn bè cũng không an toàn, vẫn rất dễ bị hack Facebook. Nên Facebook bây giờ nó có rất nhiều là chức năng để bảo vệ tài khoản, nhưng mà đó, càng có nhiều chức năng thì cũng phát sinh ra nhiều lỗ hổng, và hacker thì tiếp tục cứ lộng hành hack 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 hack. Rồi, thế là anh này sau khi xác nhận danh tính bạn bè đã xong hết và anh đó đã có thể truy cập vào Facebook của bạn quá dễ dàng. Vô trong này rồi anh ta bắt đầu đổi số phone liên hệ của bạn lại, thay đổi thông tin của bạn lại. Thế là cái tài khoản của bạn đã rơi vào tay anh này rồi. Hiểu rồi đúng không? Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ.